Bây giờ chúng ta chuyển sang tin ở Đài Loan, nơi hai người ủng hộ nhân quyền người Canada trong chuyến đi giới thiệu sách để phơi bày về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. David Kingua và David Matas gần đây đã xuất bản cuốn sách Thu hoạch đẫm máu của mình bằng tiếng Trung. Quyển sách đưa ra những bằng chứng mà các ông cho rằng chứng minh được chế độ Trung Quốc đang giết hại người dân vì nội tạng. Sau đây là bản tin chi tiết. Những người ủng hộ nhân quyền Canada, David Kingua và David Matas đang ở Đài Loan để đề cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đại lục. Cuốn sách của họ, Thu hoạch đẫm máu, thu hoạch nội tạng của những người tập pháp luân công gần đây đã được xuất bản bằng tiếng Trung. Tuần này họ đến Đài Loan để thảo luận về cuốn sách của mình. Chúng tôi hy vọng qua chuyến đi này, chúng tôi có thể phát ra một thông điệp tới nhân dân Đài Loan về sự lạm dụng đang diễn ra và chúng ta có thể làm gì về vấn đề này. Hôm thứ Ba, hai ông Matas và Kingua đã cùng với các nhà lập pháp Đài Loan ở Viện Lập pháp để thảo luận về những gì mà họ phát hiện ra. Họ đã tiết lộ bằng chứng gián tiếp về việc các học viên pháp luân công bị nhằm vào để cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Các bác sĩ vào các trại và thăm khám nội tạng của họ bằng siêu âm, và họ là những người duy nhất trong trại được khám sức khỏe một cách kỹ lưỡng. Vào năm 2006, hai ông Matas và Kingua bắt đầu điều tra các cáo buộc rằng các học viên pháp luân công ở Trung Quốc bị giết chết để lấy nội tạng một cách có hệ thống. Nội tạng của họ sau đó được bán với giá cao cho các bệnh nhân cần ghép tạng. Các cáo buộc này chỉ ra một khía cạnh mới của chiến dịch của chính quyền Trung Quốc nhằm tiêu diệt môn tập luyện tinh thần pháp luân công mà họ bắt đầu vào năm 1999. Qua điều tra, hai ông Matas và Kingua kết luận rằng những tội ác đó thực sự đang diễn ra. Kể từ đó, họ đã luôn đề cao nhận thức của công chúng về vấn đề này. Ở Đài Loan, ông Kingua đã hối thúc các cơ quan y tế cảnh báo những ai đang định đi đến Trung Quốc để ghép tạng. Ít nhất, xin đề nghị bạn kiến nghị lên Bộ trưởng đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao rằng nếu các bệnh nhân đi từ Đài Loan đến Trung Quốc, nhiều khả năng rằng họ có thể nhận được thận hay gan của một học viên pháp luân công vô tội đang phải lao động cưỡng bức trong trại cải tạo. Hai ông Matas và Kingua đã được mời đến phát biểu tại nhiều trường đại học ở khắp Đài Loan trong chuyến đi thứ ba của họ đến quốc đảo này. Vào năm 2010, cả hai ông đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình cho cuộc điều tra của họ đối với nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức nhằm vào các học viên pháp luân công.